đâu quê của anh à? Con này hàng khiếp thế. Bao tiền anh? 200 à? 25 triệu. Mẹ cả con xanh làm móng đỏ nhà hơn. Nhiều đồ đẹp hết nhỉ. Chả đi chở đi vậy. Đi hởi đi làm kiểu vạn suốt. Sáng ra thì chắc phải 3 người mới khiêng lên. 2 người rồi. 2 người. 2 người nhấc một cái tầm gỗ rồi nhấc. 25 đồng. Cây già đẹp quá. Đấy, Sam cân. Xe này chở nhiều thế cơ. Okay. Con làm móng rồi. Đấy, con móng thì bao nhiêu? Cái này bán 4,5 triệu. 4,5 triệu. Đấy, rừng này. Ngũ, năm thân này, ngũ lão lăng đỉnh này. Đấy, cái con nhỏ nhỏ có hạt gạo thì bao nhiêu? Gạo này là lấy 5,5 triệu. 5,5 triệu. 5,5 triệu. Còn con kia? 12 triệu. 12 triệu. 12 triệu. Kinh đấy, kinh điển đấy. Đáng nhiều con. Nắng quá. Đây. Chưa kịp mua mũ. Mua mũ bảo hiểm. Mở hàng cái nào chưa? Đây hôm cho xe ở nhà rồi đi. Nó bảo về chắc đi. Ăn chắc làm được chuyện. À. Hôm trước có cái cây lụt lùn hôm qua nó gửi đấy, mua lên. Đây là 40 triệu. Đâu mấy giờ này sợ quá nhỉ. Cây này hiếm thật. Không hiếm mấy gì đâu, nó chỉ là lùn nó còn mới. Tiếp chỗ đi chợ mà bỏ 40 á. Chết. Thôi ông để vào ấy. Tưởng đâu khoảng dưới chục. 6 là 25 triệu mà. Ai chả? Sợ quá. 6 lạch gì? Rồi. Sợ quá đi mất. Giờ kiếm cả năm rồi được mua được nổi cái cây. 1 năm nó không có chứ đi mấy năm cũng vậy. Thôi nó mới chết rồi đấy. Ok, rồi sang cây. Cơ ông giờ bày lẫn ở đây à? Ừ, có vài ba cây gửi em rồi. Mấy cây này mấy cây cũ trước kia đi bán trước nên vẫn chưa bán được đấy, chưa ai có khách. Cái này ngã đẹp mà ông làm được cái này về bán được. Mà 4,5 triệu lúc về là bán được, mình chờ nhưng nó cứ vẫn giá cũ thôi. Đây nào, cây này của ông là mong muốn bao nhiêu này? Vừa có người trả 10 triệu ông này rồi đây đúng không, nhưng chưa bán. Ông nhạc 15 à? 15. Đấy, hôm nay vẽ vời lại nhìn ngay ho phết đấy nhỉ. Dòng xanh nuôi rất sướng. Mẫm. Đấy. Nắng lắm không chống được. À, 16 à? Có 15, có được 15 được. Đấy, 15 là không một cả. Nó là 10 triệu, tiếp tha quá. Có đúng 16. Đại thụ đó. Đại thụ. Anh à?
nước kia nữa. Vâng. Đấy, đẹp đấy. Được. Đang tưới cây. Đang tưới cây. Tưới cây à? Tưới cây. Nay toàn là khủng long nhỉ? Đấy, nào thì cây kia múc về chơi hay đấy. Liệu mà lừa đưa nó về. Con này thì bao nhiêu? 20. 20 anh. Ghê nhỉ. Vitamin dồi dào quá nhỉ. Đấy, một chân chết tốt đấy. Nhìn con này vẫn khoái quá nhỉ. Đáng rồi, không phản đâu. Đẹp quá, nhiều khi khó. Cây của Cương với lại Việt. Hay gì nhỉ? Việt. Vậy cây này cùng nhau. Nắng quá. Không chống được. Mồ hôi vậy cứ chảy từ gáy xuống tận đít. Toàn đồ gấu. Toàn đồ chăn nuôi. Cái kia là 25. Cái này chẳng hơn chục. Đấy, đồ ôm chậu ấy, để quạt. Tiền ra mấy chục triệu mua một cây nó cũng đắn đo lắm, trừ khi mà nó hút hồn rồi thì không nói. Chứ nó mà còn lăn tăn nữa thì nó nhiều khi nó khó ngã giá. Nhưng vì nó hút hồn rồi thì dù có ai chơi xấu thì vẫn chốt. Không thì không thì lại cứ đi ra đi vào thôi. Nghiên cứu. Con này cũng của anh Việt à? Con này cũng của anh à? Con này cũng của anh à? Đấy, con này thì bao nhiêu đây? 18 à? Si. Con này lên chậu ăn. 10. Đẹp đấy nhỉ. Để nuôi sau nó sẽ nhìn tương lai các bác. Hiện tại thì nó có thể nó không đẹp bằng những cây sạch sạch kia, nhưng mà tương lai của nó cũng kinh đấy. Nhìn tương lai đó nhé, nó còn có thể biến được rất nhiều nữa thì chúng ta nên suy nghĩ. Thank you.
lạc giữa rừng khủng long, công viên kỷ Jura, toàn khủng long bạo chúa. Đứng đây nó phải tập tiết mát nhìn thôi. Đấy, quý vị các bác ạ, đấy hàng chăn nuôi, hàng phôi của các bác thợ và ra đây. Tất nhiên giá nó không hề nhẹ nhàng đâu, mà nuôi lên sẽ có tiền, mà để ai lì được thôi, ai nuôi được thôi. Vậy nhé.